Thêm một khách hàng nữa gửi tiền tại ngân hàng MSB bị mất hơn 86 tỷ đồng, thanh tra ngân hàng nhà nước vào cuộc. Trước đó không lâu, việc tài khoản của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam bị bốc hơi hàng chục tỷ đồng. Khi đến sáng nay, có thêm một trường hợp thứ hai là bà O gửi tổng cộng 31 tỷ 700 triệu đồng vào ngân hàng MSB. Sau một lần giao dịch, số dư trong tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 còn 27 tỷ 700 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O đến ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện trên tài khoản chỉ còn 46.328 đồng. Cả bà L và bà O đều cho biết sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền, không phải do họ yêu cầu thực hiện. Bên cạnh đó, thông tin với cơ quan truyền thông về vụ việc, ngân hàng MSB cho biết đang trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.